học của cô ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học tiết thực hành tiếng Việt, mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ. Đầu tiên chúng ta sẽ chơi một trò chơi hoa ba cánh nha các con. Cô có ba từ đơn là danh từ, động từ, tính từ và tương ứng với ba nhụy hoa ở trên màn hình. Cô có 12 từ tương ứng với 9 cánh hoa và có ba từ sai. Thì các con hãy ghép cái cánh hoa với nhụy hoa sao cho các cái từ mới tạo ra nó có nghĩa. Và các con làm bằng bút chì nha các con. Các con sẽ làm bằng bút chì để khi cô đưa lên kết quả, nếu các con sai thì các con bôi cho nó dễ hả các con. Thì ở đây cô có gì các con? Ở đây cô có là 12 từ nè các con. Và nhiệm vụ của con là lấy 12 từ này điền vào này. Các con hãy tự làm nha các con. Cô ví dụ một cái nè. Ở đây là học sinh là danh từ, chạy là động từ, cao là tính từ. Và cô sẽ lấy những cái từ này để ghép vô thử một cho các con làm nha. Lấy ví dụ cho con nào. Ví dụ của nó là học sinh thì cô sẽ lấy từ những. Cô có từ những học sinh, một từ mới tạo ra nhưng có nghĩa, đúng không? Tương tự thì những cánh hoa còn lại thì các con tự làm trong vòng 1 phút 30 giây nhớ con nha. Các con không cần dùng cơm ba vẽ đâu. Các con vẽ cho nó hơi tròn tròn là được rồi ha. Bằng bút chì nhớ con nha. Rồi, kết quả là cô có những cái từ mới tạo ra như sau: chạy bước thấp bước cao, chạy hun hút, chạy vun vút, đúng không con? Học sinh nam, những học sinh lớp 6, rất cao, cao chót vót, cao vời vợi. Thì những từ mới mà cô tạo ra đều có nghĩa hết. Và cô nói những cái từ mới cô mới tạo ra thì gọi là cụm động từ. Chính vì vậy mà hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái bài đó là gì con, mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ. Chúng ta đi vào phần 1 lên mã tìm hiểu tri thức tiếng Việt. Rồi các con thấy hãy mà có cái dấu này là các con ghi vào nha. Rồi chúng ta đi vào phần 1 nhỏ cụm từ. Các con ví dụ, cô cho ví dụ về các con hãy chỉ ra các thành phần chính của câu. Thành phần chính thì con hãy xác định cho câu chủ ngữ và vị ngữ. Thì ở đây là các con thấy là chim sẻ là chủ ngữ và đơn hót là vị ngữ. Và cái câu thứ hai, những chú chim sẻ đang hót, thì các con thấy là những chú chim sẻ thì là chủ ngữ và đang hót là vị ngữ, đúng không con? Vậy thì các con thấy là thành phần chính của câu là có vị ngữ và chủ ngữ. Chủ ngữ và vị ngữ, cô nói ngược lại đó, đúng không con? Có chủ ngữ và vị ngữ. Và các con thấy là chủ ngữ và vị ngữ nó có thể là do gì con? Con thấy cái câu thứ nhất là nó có một từ thôi, vị ngữ cũng có một từ thôi. Nhưng câu thứ hai chủ ngữ nó là một cụm từ, câu thứ hai vị ngữ của nó cũng là một cụm từ. Vậy thì chủ ngữ, vị ngữ ở trong câu có thể là một từ và có thể là một cụm từ hả con? Vậy thì chúng ta đi vào kết luận thứ nhất. Chúng ta ghi bài nha. Rồi, thành phần chính trong câu tiếng Việt là chủ ngữ, ký hiệu là C, vị ngữ, ký hiệu là V. Chủ ngữ và vị ngữ có thể là một từ hoặc một cụm từ. Cụm từ phải do hai từ trở lên kết hợp với nhau nhưng chưa tạo thành một câu trọn vẹn về nghĩa. Các con vừa nghe, vừa nhìn và vừa ghi nha các con nha. Rồi, các con sẽ đi vào phần 2 nhỏ, các cụm từ. Đầu tiên các con đi vào phần ví dụ thì lấy cái ví dụ ba bông hoa hồi nãy luôn. Thì các con hãy xem những cái bông hoa mà nó, những cái từ mới mà nó tạo ra.
Đó, thì thành là những cái từ mới tạo ra, cô nói là cụm động từ đúng không? Bây giờ các con hãy xem cho cô đó, cái cụm động từ nào là cụm danh từ, cụm động từ nào là cụm cụm từ nào là cụm động từ, và cụm từ nào là cụm tính từ ở ba cái bông hoa các con. À, các con thấy học sinh hồi nãy cô nói là danh từ, thì những cái từ mà mới tạo ra nó chắc chắn là cụm cụm danh từ đúng không con? À, và tương tự như vậy thì ở đây là cụm cụm động từ, và cuối cùng là cụm tính tính từ. À, các con chỉ ghi chú vào thôi, hồi nãy các con vẽ cái này rồi, giờ các con chỉ ghi chú vào thôi các con ha. Rồi, chúng ta sẽ đi vào phần kết luận. Vậy thì các con thấy là cái cụm từ mà đóng vai trò làm chủ ngữ và vị ngữ ở trong câu á, thường có mấy loại các con? À, thường có ba, ba loại đúng không con? À, cụm danh từ, cụm động từ và cụm cụm tính từ. À, thì các con thấy là cụm danh từ thì nó có danh từ là thành phần chính. À, cụm động từ thì nó có động từ là thành phần chính. Và cụm tính từ thì nó có tính từ là thành phần chính hả con? Rồi, nếu mà các con ghi á, các con vừa nghe vừa nhìn vừa ghi mà không kịp thì các con có thể gì con? À, chụp cái màn hình lại để chúng ta dễ ghi hơn hả con? Hoặc là chúng ta có thể xem lại video để chúng ta ghi cho nó kịp bài. Các con ghi không kịp, các con có thể chừa ra một hai hàng gì đó để mà các con coi lại video các con ghi, hoặc các con có thể chụp lại cái màn hình để các con ghi. Rồi, chúng ta sẽ qua phần ba nhỏ nha các con. Cách mở rộng thành phần của câu bằng cụm từ. Thì các con cũng, cái này cô không có để cái biểu tượng ghi, nhưng mà các con kể cái bảng và ghi về cho cô nha các con nha. À, các con xác định cho cô chủ ngữ và vị ngữ ở hai ví dụ này. Thì các con, nước trong thì nước là chủ ngữ và trong là vị ngữ. Em bé đang nói thì em bé là chủ ngữ, đang nói là vị ngữ đúng không các con? Rồi, các con thấy cái từ trong và vị ngữ này cô gạch chân nè. Người ta hay nói tới trong thì hay nói là trong như thế nào các con? À, trong vắt hay là trong veo hay là trong ngần hả các con? À, và nếu mà các con viết cho cô cái câu văn mở rộng thành phần chính của cô bằng cái cụm từ này coi. À, cô ví dụ như là nước ở trong ao, trong vắt. Ví dụ gì hả các con? À, nước trong ao, trong vắt, hoặc là nước giếng mùa hè trong vắt hả vâng con hả con. Thì các con không nhất thiết là phải ghi giống cô, miễn là các con ghi đúng là được hả con. Và các con thấy là ở cái câu thứ nhất này với cái câu thứ hai thì cái câu nào nó cụ thể hơn, chi tiết hơn, và cái câu nào là nó nói chung chung. Rõ ràng cái câu thứ nhất là nói chung chung đúng không con, và cái câu thứ hai là nó chi tiết và cụ thể hơn. Em bé đang nói, từ nói cũng vậy, thì hay người ta hay nói là nói bập bô bập bẹ a, tại vì em bé mà đúng không con. Cũng có em bé nói rất là lưu loát đúng không con, vân vân. À, thì ở đây chúng ta có những cái từ như thế này, và chúng ta sẽ viết một cái câu mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ. À, ví dụ như là hai em bé nhà tớ đang bập bẹ tập nói, hoặc là nói là hai em bé nhà hàng xóm đang nói e a, ví dụ vậy hả, đang nói bi bô vân vân. Các con điền sao cũng được hết, miễn đúng là được. Và tương tự như ở cái ví dụ thứ nhất thì ví dụ thứ hai cũng vậy hả các con. Cột thứ nhất thì nó chỉ nói chung chung, và cột thứ hai thì nó nói cụ thể và chi tiết hơn. Vậy thì chúng ta rút ra được một cái kết luận gì từ hai cái ví dụ trên các con? À, thứ nhất là gì các con? À, thứ nhất là có thể mở rộng thành phần câu bằng cách biến cụm từ, hoặc xin lỗi, biến chủ ngữ hoặc là vị ngữ của một câu từ một từ thành một cụm từ. À, và cái thứ hai là gì con? Hoặc biến chủ ngữ, vị ngữ của câu từ một cụm từ có thông tin đơn giản thành một cụm từ có thông tin cụ thể và chi tiết hơn. Và cái thứ ba đó là gì các con? Có thể mở rộng chủ ngữ hoặc vị ngữ, hoặc có thể vừa mở rộng chủ ngữ mà vừa mở rộng vị ngữ luôn. Và cuối cùng đó là cái tác dụng của cái việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ, nó làm cho câu văn trở nên chi tiết, cụ thể, rõ ràng hơn. Rồi, các con ghi cái phần này vào cho cô nha. Ở đây cô quên để cái biểu tượng với lại nhạc rồi. Rồi các con ghi vào nhanh lên.
Nếu mà các con thấy dài quá ghi không kịp thì các con có thể chụp lại cái màn hình. Cái này là chắc các con phải để một trang giấy đó các con. Để một trang giấy, để chừa ra một trang giấy nếu các con ghi không kịp. Rồi, chúng ta sẽ qua cái bài tập nha các con. Chúng ta đi vào phần hai la mã luyện tập. Chúng ta sẽ đi vào bài tập thứ nhất. Và trước khi đi vào bài tập thứ nhất thì các con lật cho cô sách giáo khoa trang 96 nha các con. Các con lật cho cô sách giáo khoa trang 96. Và các con cùng cô đọc cái câu thứ nhất nha. So sánh hai câu dưới đây và rút ra tác dụng của việc dùng cụm danh từ làm thành phần chủ ngữ của câu. A. Vuốt cứ cứng dần lên và nhọn hoắt. B. Những cái vuốt ở chân, ở khoe cứ cứng dần lên và nhọn hoắt. Vậy thì các con thấy như thế nào con? Ở cái cụm từ, ở cái câu A, chủ ngữ là vuốt này nó không có rõ ràng, nó nói chung chung thôi. Nhưng ở câu B thì nó như thế nào con? Ở câu B này thì nó rõ ràng và nó chi tiết hơn, nó nói rõ cái vị trí hơn đúng không con? Câu B nó rõ ràng hơn. Và như vậy thì cái việc dùng cụm danh từ làm chủ ngữ của câu giúp chúng ta nắm bắt được cái thông tin chi tiết rõ ràng và cụ thể hơn. Rồi, chúng ta sẽ qua bài tập số 2 nha các con nha. Rồi, bạn nào đọc xong rồi thì chúng ta nhìn vào sách nha các con. Bạn nào ghi vào ghi ghi xong rồi chúng ta sẽ nhìn vào sách. So sánh những cách diễn đạt dưới đây và cho biết tác dụng của việc dùng cụm động từ, cụm tính từ làm thành phần vị ngữ trong câu. A nhỏ, biết chị Cốc đi rồi, tôi bò lên. Biết chị Cốc đi rồi, tôi mới mon men bò lên. B. Trông thấy tôi dế chót khóc. Trông thấy tôi dế chót khóc thảm thiết. Và C. Trời nóng hầm hập. Chúng ta sẽ đi vào câu câu A. Rồi ở câu A các con thấy là cái cụm từ mon men bò lên. Mon men bò lên. Bổ sung gì vậy con? Bổ sung thêm những cái thành phần miêu tả về cái cách thức thực hiện hành động đúng không con? Và giúp ta hình dung rõ hơn về cái thái độ của dế mèn. Rón rén sợ sệt, từ từ bò lên sau khi biết chị Cóc đã bỏ bỏ đi. Và chúng ta sang câu câu B. Câu B là khóc thảm thiết. Thì các con thấy là cái từ khóc thảm thiết đó nó như thế nào các con? Nó diễn tả thêm cái cách thức thực hiện hành động về cái mức độ khóc vô cùng là thương tâm và đau xót đúng không các con?
Rồi, các con đi cái câu cuối cùng đó là câu C các con hả? À, nóng hầm hập. À, nếu mà nói là nóng thì mình sẽ không biết nó nóng như thế nào đúng không các con? Còn khi chúng ta nói nóng hầm hập thì đó là chúng ta sẽ biết như thế nào các con, cái mức độ nóng nó như thế nào đúng không con? Nó đạt đến đỉnh điểm đúng không con? Rất là nóng, khó chịu và rất là oi bức hả các con? Thứ nhất là nó bổ sung cho chúng ta thông tin về cái nóng. Cái thứ hai là làm cho thông tin miêu tả trở nên chi tiết và giúp chúng ta hình dung cái mức độ nóng đạt đến đến cực điểm, à, vô cùng là oi bức và khó chịu. Vậy thì qua ba cái ví dụ và ba câu A, B, C thì các con thấy là việc dùng cụm động từ, cụm tính từ làm cho thành phần vị ngữ của câu như thế nào các con? Thêm cái chi tiết hơn, thêm cụ thể hơn và cho việc miêu tả hành động tính chất của cái chủ thể được nói đến trong câu đúng không các con? Chúng ta sang phần kết luận. Việc dùng cụm động từ, cụm tính từ làm cho thành phần vị ngữ của câu bổ sung thêm thông tin chi tiết cụ thể cho việc miêu tả hành động chi tiết của chủ thể được nói đến ở trong câu. Rồi, chúng ta sẽ qua bài tập số 3 nha các con. À, chúng ta sẽ nhìn ở trong sách nha các con nha. Rồi, câu 3. Trong văn bản bài học đường đời đầu tiên của Tô Hoài và giọt sương đêm của Trần Đức Tiến, các tác giả thường sử dụng kiểu câu có vị ngữ là một chuỗi các cụm động từ, cụm tính từ. Ví dụ như là chót không dậy được nữa, nằm thoi thóp, Tô Hoài. Vị ngữ trong câu này là chuỗi gồm hai cụm động từ. Ông khách lượn một vòng trên không rồi khép cánh. Thận trọng đáp xuống ngọn măng trúc ngồi cùng xóm bờ dậu, Trần Đức Tiến. Vị ngữ trong câu này là chuỗi hơn hai cụm động từ. Và các con hãy tìm cho cô ở trong mỗi văn bản ít nhất là một câu mà có cách diễn đạt tương tự và cho biết tác dụng của cách diễn đạt đó. Thì có rất là nhiều, cô sẽ lấy ví dụ, một hai ví dụ và các con sẽ tìm tiếp ha. Các con ở nhà các con tìm tiếp. Rồi, ở trong cái văn bản bài học đường đời đầu tiên, cô có câu thứ nhất: tôi ra đứng cửa hang như mọi khi xem hoàng hôn xuống. Cái câu này là nói gì các con? Vị ngữ trong câu là một chuỗi gồm hai cụm động từ, đứng, xem, các con thấy không? Về cô có cái câu thứ hai, đó là thỉnh thoảng tôi ngứa chân đá một cái ghẹo anh gọng vó lấp láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Thì cái câu này cũng tương tự như câu ở trên, là vị ngữ trong câu này là chuỗi gồm hai cụm động từ. Đá một cái nè, rồi ghẹo nè, thấy không các con? Rồi trong cái văn bản giọt sương đêm, các con chỉ cần ghi một trong hai câu thôi, rồi các con tự tìm thêm nha. Một, các con ghi một câu thôi và các con tự tìm thêm, không cần phải ghi hai câu đâu các con ha. Trong văn bản nó nhiều lắm, các con tự tìm thêm, ghi một câu là được rồi. Hoặc là các con muốn ghi hai câu thì các con ghi là thỉnh thoảng chấm 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 cho đến cái câu này, các con tìm ở trong sách thôi các con.
Rồi, chúng ta qua cái văn bản đó là giọt sương đêm ha. Thì giọt sương đêm cô có cái câu thứ nhất là bà vừa rùng mình tỉnh hẳn. Thì ở đây cô có vị ngữ của nó là cũng gồm hai cụm động từ hả con? Rồi, câu thứ hai, các con ghi một câu ngắn ở trên được rồi. Thằng lằn vừa chui ra khỏi bình gốm vỡ, chưa kịp vươn vai tập mấy động tác thể dục, đã thấy ông khách quần áo chỉnh tề đứng chờ. Hả con? Thì cái câu này cũng là vị ngữ của nó, cũng là một chuỗi gồm hai cụm động, gồm hơn hai cụm động từ. Các con chỉ cần ghi cho cô một câu là được rồi. Còn cái câu còn lại các con tự tìm hả các con? Câu còn lại các con sẽ tự tìm. Hoặc là các con ghi câu thứ hai thì các con ghi là chấm 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 được rồi hả các con? Ghi hai ba từ đầu rồi đến hai ba từ cuối chấm chấm. Cô nói lại là các con nếu các con ghi không kịp thì các con có thể chụp màn hình hoặc có thể xem lại video nha các con nha. Nhớ là chừa hàng ra nếu chúng ta viết không kịp. Ở đây chúng ta chỉ cần ghi một ví dụ là được. Rồi, ok. Chúng ta sang bài tập số 4. À, xin lỗi các con. À, để mà qua bài số 4 thì chúng ta hãy cho biết cái vế thứ hai là nó kêu là cho biết tác dụng của cách diễn đạt đó. Vậy thì cách diễn đạt đó nó làm gì các con? Nó làm cho cái người đọc có thêm cái thông tin chi tiết cụ thể về các đối tượng được miêu tả. À, cho nên là cái việc hình dung về các đối tượng ấy trở nên dễ dàng hơn. Chính vì cái việc hình dung về các đối tượng ấy trở nên dễ dàng hơn, cho nên làm cho cái chuyện nó trở nên sinh động, hấp dẫn và cụ thể hơn. Các con chỉ cần ghi là gì? Làm cho chuyện trở nên sinh động, hấp dẫn và cụ thể hơn là được. Còn cái này cô ghi cho các con hiểu thôi ha. Các con chỉ cần ghi cái dấu mũi tên này ra là được ha. Ok, rồi chúng ta sẽ qua bài tập số 4 nha con. À, cô mời các con nhìn vào sách luôn ha. À, nhìn vào sách. Xác định thành phần chủ ngữ và vị ngữ của các câu dưới đây. A. Khách giật mình. B. Lá cây xào xạc. C. Trời rét. Dùng cụm từ để mở rộng chủ ngữ hoặc vị ngữ hoặc cả hai thành phần chính trong câu luôn nha. À, sau đó so sánh để làm rõ sự khác biệt giữa những câu mở rộng và những câu chưa có mở rộng, những câu gốc của nó. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào cái bài tập số 4. Đầu tiên là chúng ta phải xác định chủ ngữ và vị ngữ này. Các con vừa nhìn vừa nghe vừa ghi hả con? Đây, khách là chủ ngữ, giật mình là vị ngữ, lá cây là chủ ngữ, xào xạc là vị ngữ, trời là chủ ngữ, rét là vị ngữ. Và cô sẽ mở rộng. Cô ví dụ như là khách gì các con? À, khách gì? Vị khách đó, vị khách ấy. Hả con? Giật mình, đúng không con? Hoặc là đột ngột giật mình, vân vân. Các con có thể làm sao cũng được, miễn là nó đúng hả con ha? Rồi, câu B. Lá cây xào xạc. Bây giờ con muốn biết là lá cây gì nó xào xạc, đúng không con? Vậy thì cô sẽ làm như thế nào? Lá cây bàng, đúng không? Hoặc là lá cây cây me, cây ổi, cây mít gì đó hả con? À, và nó xào xạc như thế nào? Ví dụ như là cô nói là nó rơi xào xạc chẳng hạn ha. Vậy thì ở đây cô sẽ mở rộng kể gì đó con? Kể chủ ngữ và vị ngữ luôn. Những chiếc lá cây bàng rơi xào xạc. Rồi, câu C. Cô sẽ là trời. Trời rét buốt, cô mở rộng vị ngữ thôi ha. Còn câu A thì cô mở rộng chủ ngữ. Và các con thấy á, ở câu A, mình chỉ mở rộng gì con? Mở rộng chủ ngữ. Câu B, chúng ta mở rộng cả chủ ngữ và vị ngữ. Và cái câu C, chúng ta chỉ mở rộng ở chủ ngữ, xin lỗi, ở vị ngữ. Vậy thì các con hãy cho cô biết là những cái câu mà khi mình chưa có mở rộng và những cái câu mà mình đã mở rộng rồi, nó khác nhau như thế nào? Rõ ràng các con thấy là những cái câu mà chúng ta mở rộng thành phần á, giúp cho cái câu nó như thế nào con? Trở nên chi tiết rõ ràng hơn so với các câu chưa mở rộng. Bao giờ chúng ta cũng nói là cái câu mở rộng nó như thế nào các con? Rõ ràng hơn, chi tiết hơn, cụ thể hơn. Bao giờ chúng ta cũng nói câu đó nha. Những cái câu mà có mở rộng cụm từ, mở rộng mà chủ ngữ và vị ngữ bằng cụm từ
thì bao giờ nó cũng làm cho cái câu là chi tiết hơn, rõ ràng hơn, cụ thể hơn đó. Các con cứ thuộc mấy cái cụm từ đó mà các con ghi vào là đúng ha. Là tác dụng của cái việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ. Rồi, chúng ta sẽ qua bài tập số 5 nha các con. Các con hãy nhìn vào sách giáo khoa nha các con. Bài tập số 5, đọc đoạn văn sau. Thỉnh thoảng muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi trước kia ngắn hủn hẳn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vỗ lên đã nghe tiếng phành phạch giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ, soi gương được và rất ưa nhìn. Tô Hoài, bài học đường đời đầu tiên. Câu A của chúng ta là tìm và chỉ ra tác dụng của việc sử dụng từ lấy trong đoạn văn trên. Đầu tiên là các con tìm ra từ lấy và các con hãy nêu cái tác dụng của nó. Và câu B, tìm và chỉ ra tác dụng của phép so sánh được sử dụng trong đoạn văn trên. Chúng ta đi sang qua bài số 5. Rồi, bài số 5 chúng ta làm câu A. Những cái từ lẫy đó là từ phanh phách hỗn hển, từ phanh phành phạch giòn giã và từ rung rinh. Và tác dụng của những cái từ lẫy này là làm gì các con? Nó góp phần diễn tả rõ ràng chi tiết hơn cái vẻ đẹp cường tráng khỏe mạnh của ai? Của dế mèn đúng không con? Rồi các con ghi vào nha, ở chỗ này nó là khỏe mạnh đó. Lại là rõ ràng, lại là chi tiết hả con? Rất là hay. Rồi, chúng ta hãy đi vào câu B nhé các con. Và cái câu B là cái câu nào là có hình ảnh so sánh đâu, có cái phép so sánh đâu các con. Cái câu đó là câu gì? Câu nào các con? Những ngọn cỏ gãy rạp y như có nhát dao vừa lia qua. Đó con. Đó là cái câu có sử dụng biện pháp so sánh từ nào các con? Đó là từ y như. Đó con, y như. Và cái tác dụng của cái biện pháp so sánh này là nó miêu tả những cái chiếc vuốt của dế mèn rất là sắc nhọn, diễn tả cái sức mạnh của dế dế mèn. Rồi, chúng ta sẽ qua bài tập số 6 nha các con. Bài tập số 6, đọc đoạn văn sau. Tôi đứng oai vệ mỗi bước đi, tôi làm điệu nhún nhảy các khoe chân, rung lên rung xuống hai chiếc râu, cho ra kiểu cách con nhà võ. Tôi tợn lắm, dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm. Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, không ai đáp lại. Tô Hoài, bài học đường đời đầu tiên. Câu A, tìm các nghĩa của từ tợn có trong từ điển. B, từ tợn trong đoạn văn trên nêu trong đoạn văn trên được sử dụng với nghĩa nào trong những nghĩa để tìm được ở câu A, cho biết cơ sở xác định. Rồi,
Chúng ta sang câu số số 6. Rồi, hãy cho cô biết nghĩa của từ tợn có trong từ điển. À, chắc chắn là bây giờ các bạn không có từ điển đâu đúng không con? À, vậy thì nghĩa của từ tợn ở trong từ điển đó là bạo đến mức liều lĩnh, không biết sợ hãi gì, lộ ra cái vẻ thách thức hả con? À, cái thứ hai là chỉ ra cái sự khác thường ở một mức độ cao, ví dụ như là rét tợn hả các con? Thì ở câu B thì nghĩa của từ tợn nào trong hai nghĩa này là nó phù hợp với cái văn bản đó con? À, đó là nghĩa thứ nhất đúng không con? Từ tợn trong cái đoạn văn trên được sử dụng và được hiểu theo cái nghĩa thứ nhất là bạo đến mức liều lĩnh, không có gì đó con, không có biết sợ hãi, và luôn là tỏ cái vẻ thách thức đối với người khác đúng không con? Và cái cơ sở nào mà để chúng ta xác định là chúng ta dựa vào cái nội dung đúng không con? Dựa vào những cái câu văn, câu văn sau đó là chúng ta thấy là gì? Dám kè khịa hết tất cả những bà con trong xóm luôn. Và khi mà dế mèn to tiếng thì ai cũng nhịn và ai không có ai đáp lại hết. Thì chúng ta dựa vào gì con? Dựa vào cái nội dung của văn bản và cái câu văn sau đó hả con? Rồi, các con sẽ đi vào phần ba la mã vận dụng. Thì ở cái phần vận dụng này thì cái văn bản bài học đường đời đầu tiên kết thúc với hình ảnh là tôi đứng lặng giờ lâu suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên. Hãy đóng vai dế mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn từ 150 đến 200 chữ. Trong đó có sử dụng 100 đến 200 chữ, con viết khoảng trang giấy thôi nha con, khoảng một trang giấy vở của mình thôi. Trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ. Vậy thì để cái viết được cái đoạn văn này thì trước nhất các con tìm cho cô là các con đặt cho cô là hai câu trong đó là có danh từ, động từ hay tính từ gì đó. Xong sau đó con từ hai cái câu đó các con đặt tiếp hai cái câu mà mở rộng từ hai cái câu trên. Và sau đó chúng ta viết cái đoạn văn có hai cái câu mà các con vừa mở rộng được hả con? Vậy thì các con sẽ viết được cái đoạn văn. Cô nói lại, để viết được cái đoạn văn này, đầu tiên các con đặt cho cô hai câu, xác định chủ ngữ và vị ngữ. Sau đó các con mở rộng cái câu ở trên, có thể là mở rộng chủ ngữ, có thể là mở rộng vị ngữ, hoặc là có thể mở rộng cả vụ vị ngữ và chủ ngữ luôn. Thì sau khi các con mở rộng xong rồi thì các con sẽ viết một cái đoạn văn có hai cái câu mà con vừa mở rộng thành phần của con hả con? Rồi, thì hôm nay bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Nếu có gì thắc mắc thì các con hỏi cô ở trong tiết mét nha. Chúc các con học thật là tốt, làm bài thật là tốt, và chúc các con cùng gia đình thật là nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt các con, hẹn gặp lại các con.